Mức tiền thưởng khổng lồ cho mỗi tấm huy chương vàng của một số quốc gia tham dự Olympic 2024 được tiết lộ, trong đó quốc gia chi đậm nhất với con số cao ngất ngưởng. Trước mỗi kỳ Olympic, các quốc gia tham dự đều công bố khoản thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng mà vận động viên của mình đạt được. Theo thống kê từ Forbes, Ủy ban Olympic Mỹ công bố mức thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng của vận động viên đạt được tại Olympic 2024 là 35.000 euro. Trong khi đó, nước chủ nhà Pháp đưa ra mức thưởng hấp dẫn hơn cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Theo đó, số tiền thưởng cho vận động viên Pháp đứng cao nhất trên bục nhận huy chương sẽ được thưởng thêm 83.000 euro, con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, theo thống kê từ Forbes, những con số nêu trên chưa là gì khi so sánh với một số quốc gia khác tham dự Olympic Paris 2024. Đặc biệt khi so sánh với Hồng Kông, họ đứng số 1 về mức thưởng cho một tấm huy chương vàng của các vận động viên. Cụ thể, khoản thưởng các vận động viên Hồng Kông giành huy chương vàng tại Olympic 2024 lên tới 690.000 euro mỗi một huy chương vàng. Con số gấp khoảng 8 lần so với mức thưởng của nước chủ nhà Pháp đưa ra. Đứng thứ hai là Ủy ban Olympic Singapore, họ công bố mức thưởng cho một tấm huy chương vàng là 686.000 euro. Cũng theo thống kê từ Forbes, Olympic 2024 có 15 quốc gia trao thưởng huy chương vàng cho các vận động viên ở mức 6 con số trở lên. Có thể kể đến như Israel, 253.000 euro, Serbia, 201.000 euro, hay Malaysia, 197.000 euro. Đoàn thể thao Việt Nam có 16 vận động viên tham dự Olympic 2024 trong 11 môn thi đấu. Mức thưởng cho một tấm huy chương vàng được đưa ra vào khoảng 12.768 euro.